Dưới đây là bản giáo án đầy đủ cả năm môn giáo dục thể chất lớp 3, bộ sách Cánh Diều. Bản giáo án này do các thầy cô của kênh giáo viên biên soạn. Như trên màn hình chúng ta có thể thấy giáo án của bài đầu tiên. Phần 1, vận động cơ bản. Chủ đề 1, đội hình đội ngũ 14 tiết. Bài 1, biến đổi đội hình từ một vòng tròn thành 2-3 vòng tròn và ngược lại. Nội dung bài học chúng ta sẽ có những phần như sau. Chúng ta cùng xem qua giáo án của chủ đề số 3, tư thế và kỹ năng vận động cơ bản. Bài 1, di chuyển vật chướng ngại vật. Chúng ta cùng xem qua phần giáo án của phần 2, thể thao tự chọn, chủ đề 1, bóng đá, bài 1, làm quen phối hợp dẫn bóng và đá bóng.
Thầy cô lưu ý rằng giáo án khi tải về là giáo án bản quốc. Thầy cô có thể dễ dàng chỉnh sửa tùy thuộc theo chương trình học của địa phương mình. Và để soạn được giáo án này, nhóm giáo viên mất khá nhiều thời gian và công sức. Do vậy giáo án có mất phí. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ giáo án các môn của bộ sách kết nối tri thức, chân trời sáng tạo và cánh diều. Nếu quý thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo số Zalo trên màn hình hoặc truy cập vào website kênh giáo viên.com.